Sáng nay, Ban đội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành đội chính đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thường trực Ban bí thư Trung ương đảng Võ văn Thưởng dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, bí thư thành ủy Nguyễn Phan Quảng và trưởng Ban đội chính thành ủy Võ Công Chánh cùng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Theo đánh giá tại hội nghị năm 2022, ngành đội chính đảng đã tập trung tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu đề xuất những quan điểm chủ trương định hướng lớn của đảng về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, chủ động sâu sát quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo phát hiện xử lý hết các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực, tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng tiêu cực quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành đội chính đảng. Tại đà nẵng, ngành đội chính đảng tích cực chủ trọng tham mưu ban thường vụ thành ủy ban hành ba chỉ thị trên các lĩnh vực quân sự, biên phòng, an ninh trật tự, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại ba quận. Hoạt động của ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực từng bước đi vào đền nếp. Đến nay đã đưa bảy vụ án tham dụng tiêu cực vào diện ban chỉ đạo thành ủy theo dõi chỉ đạo. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã cam kết được thời gian hoàn thành các giai đoạn tố tụng đối với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, công tác cả các tư pháp, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư triển khai thực hiện tốt. Dịp này, Thường trực Thành ủy đã tặng hoa chúc mừng ban đội chính Thành ủy nhân kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống ngành đội chính đảng ngày 5 tháng 1 năm 1966, ngày 5 tháng 1 năm 2023.